Xin chào các bạn, mình tên là Trần Châu Thái An, hiện tại mình đang là sinh viên của trường Thoi Esvagi và mình đang học lớp dự bị chuyên ngành cùng các sinh viên quốc tế. Vào năm học tới thì mình sẽ trở thành sinh viên năm đầu tiên của ngành Animation, sản xuất phim hoạt hình. Từ bé mình đã thích xem phim hoạt hình và có ước mơ trở thành nhà sản xuất phim hoạt hình khi lớn lên. Thời đại công nghệ phát triển, nhất là ngành công nghiệp điện ảnh, phim hoạt hình dần trở nên phổ biến không chỉ đối với trẻ em mà còn đối với người lớn. Mình nghĩ Animation là một ngành học thú vị và có tiềm năng phát triển bản thân rất lớn. Và ToyS là một sự lựa chọn hợp lý dành cho các bạn. Lịch học của mình là 5 ngày trong một tuần và thời khóa biểu sẽ có trên trang web trường nên các bạn có thể vào xem vào mỗi đầu tuần. Mình nhập học vào tháng 9 năm 2019. Và đến bây giờ, ngoài những giờ học về ngữ pháp ở trên lớp, thì mình còn được có những tiết học về lịch sử văn hóa của phim ảnh, phim hoạt hình, về radio, về kịch nói, vân vân. Vào tháng đầu tiên nhập học, mình đã có một dự án làm phim ngắn với các bạn sinh viên người Pháp. Vào cuối năm 2019, mình có một dự án đi khám phá Bali và chụp ảnh. Sau đó mình sẽ làm thuyết trình về đề tài đời sống của người dân Bali ở những nơi mình đã đi qua. Vào tháng 2, chúng mình có một dự án chụp ảnh và đề tài là làm thế nào để diễn tả được nội dung của một câu chuyện trong số lượng ảnh nhất định. Vào cuối năm, mình có một dự án làm phim và chúng mình phải làm tất cả mọi thứ, từ viết kịch bản, âm thanh, hậu kỳ. Lúc đầu thật sự là mình gặp khó khăn rất là nhiều trong việc giao tiếp. Mình không thể nói được những gì mình nghĩ, cũng không thể nghe được những gì người khác nói. Bởi vì tốc độ nói của người Pháp quá nhanh và có một số khác biệt so với những gì các bạn được học ở Việt Nam. Nhưng mà nhờ sự nhẫn nại của giáo viên đã sửa lỗi phát âm cũng như là sửa lỗi bài viết cho mình, cho nên bây giờ mình có thể hiểu được nội dung của những bài giảng. Giáo viên chủ nhiệm cũng như là thầy cô của bộ phận quản lý du học sinh sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các bạn làm các loại thủ tục giấy tờ cần thiết. Và hàng năm, ToyS có tổ chức tuyển sinh tại Việt Nam qua hội thảo du học. Các bạn có thể thử tìm hiểu và đăng ký. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt.